Xin chào quý vị và quý đồng hương, anh chị em, bạn bè trong nước và ngoài nước, gần xa mà gần. Tuy vậy, đến cái ngày hôm nay bản tin này, tôi muốn nói đến liên quan cái lời nói thật sự của người cao nguyên là người bản xứ. Vì lý do chúng tôi luôn luôn đấu tranh cho tự do nhân quyền, cho tự do hồi hộp, cho tự do phát ngôn, cho tự do lập hội và lập nước. Nếu nhà nước DK được độc lập thì Việt Nam được gì và mất gì? Đó là câu nghi vấn từ xa xưa đến ngày hôm nay. Vì vậy thì tôi chính là người đã đấu tranh đòi trả lại đây cho nhân dân tôi, tức là không phải là nhân dân của người Kinh, chỉ là nhân dân của người bản xứ Cao Nguyên nói riêng, còn trong nước thì nói chung. Vì vậy, trong đó thì quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, quyền được nghe, quyền được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Cho nên vì vậy thì bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam áp lực ngăn chặn một cách bất mãn cho tôi và cho dân tôi, gây áp lực và tất cả mọi mặt và mọi thứ. Tôi nói ngày hôm nay bản tin này, chúng tôi đã mất tất cả. Mất quyền tự do, mất quyền đi lại, mất quyền vì phong trào, vì giáo dục và các kiểu, mất quyền vì tôn giáo chính trị. Nhưng bây giờ chúng tôi chỉ đòi lại vì mức tối thiểu, cho dù chúng tôi đã mất tất cả, nhưng chúng tôi vẫn còn lựa chọn mức tối thiểu là quyền sống. Vì trong bản tuyên ngôn ngày xưa cũng có quyền độc lập là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Trong đó cũng có bản tuyên ngôn tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, rồi lại mưu cầu hạnh phúc, đừng tao khóa đã bán cho họ, không ai cướp được cái đồng tao hóa đã bán cho. Bây giờ tôi mới kêu gọi cái đàn tham nhũng, tham lam, vồ đáng, cho đến ngày hôm nay hơi Đảng Cộng sản Việt Nam bọn cướp của Đảng Cộng sản Việt Nam độc tài độc tôn. Cho dù chúng tôi cổ thấp miệng bé, lười nhỏ, nhưng chúng tôi có quyền phải nói. Vì trong ban tuyên ngôn độc lập hay là trong ban tuyên ngôn nhân quyền của quốc tế thế giới, đó là tức là cái Global Human Rights of Speech, tức là quyền phát ngôn nhân quyền toàn cầu. Cho nên ngày hôm nay tôi nói với cộng đồng, với dân chúng trên kênh này để giới thiệu cho quý vị trong kênh Nguồn Sống Núi Rừng Tây Nguyên. Vì sao tôi đặt cái Nguồn Sống Núi Rừng Tây Nguyên? Vì chúng tôi là nguồn sống. Các dòng sông, dòng suối, núi rừng yêu thương của tôi, các ông đã liếm mất hết tất cả mọi mặt. Xương tủy của chúng tôi, các ông cũng đã liếm mất. Các ông tìm mọi cách để xóa sổ, để diệt vọng của chúng tôi. Đến ngày hôm nay tôi mới lên tiếng, tức là lời nói thật sự. Tôi đấu tranh
để các con tha các tù nhân lương tâm, tha tất cả tù nhân chính trị trong nước của Việt Nam nói chung và cao nguyên của tôi nói riêng. Vì chúng tôi từ trước đến giờ thì các ông đã lừa chúng tôi rất là lớn, tức là nói láo lớn, lừa đảo lớn. Đó là Đảng Cộng sản cầm quyền bọn cướp, tức là Đảng bọn cướp, tức là cái Đảng độc tài, độc tôn Cộng sản Việt Nam bây giờ. Ngày qua thì là ông Nguyễn Phú Trọng, rồi là Nguyễn Xuân Phúc, rồi lên tiếng nề nọ chống tham nhũng. Đâu có vào đâu cái vấn đề liên quan cái tham nhũng, cái Việt Á. Mình tưởng xa mà lại gần, chính trong gia đình của ông Nguyễn Xuân Phúc, cái vợ của ông liên quan trong đó. Thậm chí cả Nguyễn Phú Trọng cũng liên quan trong đó. Ngày xưa tôi nói liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa thì 16 tấn vàng cũng biết đi đâu. Mà bây giờ thì các ông đã lợi vinh đang các kiểu, rồi lại núi đá rừng vàng bạc từ cao nguyên của tôi, vô xích của tôi, các cái khu du lịch các ông đã thu hoạch, mà bây giờ thì các ông vẫn còn lấy nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, ăn tươi nuốt sống. Đó là dòng dõi con cọp, tức là kia xưng hô là con hô, là hô con cọp, là ăn thịt người, là con ma một đầu. Thì cũng có người trong nước bây giờ thì ăn cơm quốc gia mà thơ ma cộng sản. Tôi biết rõ. Vì sao? Tôi biết rõ. Có cái thì từ nước ngoài đô vào vốn trồng nước, tìm cách để tiêu diệt. Nào là ô người thượng, người đồng bào, người thiếu số, lấy tiền nợ nần này nọ để tìm cách để chiếm đất, để lấy đất. Thì các ông thì làm cái cớ lấy giới, làm ra hình ảnh, ra tiền mà lừa chúng tôi để cướp đất. Bây giờ là Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng bọn cướp. Tôi nói lời này cảm thấy tôi rất là xin lỗi, hơi nặng lời một tí. Vì từ năm 1954 ký kết chi Paris xong, rồi là đến năm 1973 ký kết Geneva, mà cách đây cũng đã 49 năm. Thì mình tính ra thì năm 73 thôi, 49 năm, cho đến ngày hôm nay gần 50 tuổi rồi, nửa thế kỷ mà các ông chẳng thay đổi. Càng ngày càng lì cùn, càng ngày càng tham lam, càng ngày càng chiếm đất, không bao giờ tăng được tuổi thọ cho dù các ông tìm cách để xóa sổ diệt vong của chúng tôi. Nhưng các ông ăn uống hết phần còn lại của con cháu, chẳng tăng được tuổi thọ bao nhiêu đâu. Đó chỉ là mấy ngày qua thì cũng có cái vụ biểu tình đòi lại kia tha tù nhân, và bên Washington DC các cái đại sứ quán và tổng lãnh sứ quán Việt Nam, ôi nhục là nhục. Nhưng người Việt Nam của mình đâu có biết nhục đâu, đâu có biết xấu hổ đâu. Vì vậy thì ly cùn. Mà đàn ông thì cứ ăn vạ, mà đàn bà thì cứ làm đĩ, mà ngày xưa thì cứ chỗ này chỗ nọ và các kiểu. Không phải là tôi nói để xúc phạm nhân phẩm, vì danh dự, vì đó là lời nói sự thật, vì thực tế.
Ngày xưa các ông lên cao nguyên của tôi cứ gọi ông bà của tôi là bố bố mẹ mẹ. Mà đến khi sau lưng rồi là mày tao này nọ tìm cách để tiêu diệt xóa sổ rồi cướp đất của cải tài sản. Các kia đồng chiêng rồi lại các cái đồng đen rồi vàng bạc đá quý của người bản xứ của chúng tôi, kể cả ông bà của tôi ngày xưa. Nào là ngựa trắng, nào là voi trắng, nào là trâu trắng, cái gì cũng trắng mà các ông cũng đã cướp hết. Bây giờ tôi mới nói vì dông dõi, vì lịch sử, vì địa lý, chúng ta đã chia phần. Nhưng bây giờ thì các ông lại lấy cái cụ Hồ làm ra tiền mà để cướp, để ăn gian. Không bao giờ chấp nhận được. Ngày xưa có câu nói lại vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Cái chỗ nào mà tôi không bao giờ thấy. Đây là lời nói trả lại đất đai, trả lại đây cho nhân dân tôi. Bài này cũng phải sang tác từ Đảng Việt Nam Canh Tân hay là Đảng Việt Tân gì đó. Rất là nhiều đảng. Còn tôi chỉ đấu tranh đòi lại Hội Thánh Tin Lành DK Độc Lập. Chẳng khác gì đâu. Chúng tôi không bao giờ lợi dụng. Chúng tôi là bản xứ, chúng tôi là sự thật. Vì lịch sử đã có sẵn, vì địa lý cũng đã viết sẵn từ bao nhiêu thế kỷ qua. Cho dù tôi nói không rảnh được tiếng Việt, tôi là người Ba Na, tức là người gốc bản xứ của người cao nguyên hùng vĩ. Truyền thống của chúng tôi không bao giờ các ông muốn để xóa tàn xóa mòn, diệt dần diệt mòn, để diệt vong, không bao giờ chấp nhận được. Bây giờ tôi cảm thấy cái dòng dõi của tôi đang rai rác bơ vơ các nước. Cho dù tôi không sống sót thì còn cháu của tôi, người có thể là chết. Đối với con người, sự chết là một món nợ không ai trả được, cái món nợ ấy vì tội lỗi. Trong sách Roma chương 6 câu 23: tiền công của tội lỗi là gì? Tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng các ông là chế độ vô thần, không tin được vào lời Chúa. Cho nên ngày qua thôi cũng đâu có lại gì đâu. Như Trần Đại Quang cũng phải về theo ấy ông bà cụ mà thôi. Bất cứ, tôi chỉ nói nôm na như vậy mà thôi. Nhưng trong bộ máy chính phủ, trong ngày qua đã nói với tôi rằng muốn để tìm cách diệt tôi, để tiêu diệt tôi tận gốc tận rễ, xóa sổ như xóa ông Ibrahim Newton. Nhưng tôi là con của Đức Chúa Trời khôn ngoan, là giành dự, là thông minh, bản năng của Đức Chúa Trời không bao giờ các ông làm được. Bây giờ lời nói này để mạnh dạn hơn. Hỡi người anh em của tôi gần xa, xa cũng là gần, hiện đại bây giờ, người bản xứ hay là người khách đi chăng nữa, thì hôm nay tôi nói lên kênh này để
nói vì lời nói sự thật. Chứ bọn cướp Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng cướp, cướp xong rồi lại giết chủ nhà. Bây giờ tôi nói, tất cả mọi việc, đúng sai phải trái, nắng nhẹ bé, to nhỏ lớn đi chăng nữa, vì cái pháp luật này nọ, vì công đồng, vì dân buôn, tất cả mọi mặt mọi thứ, đó là tìm cách để lại cuộc sống còn. Nhưng bị nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam áp lực ngăn chặn một cách bất công. Vì Đảng Cộng sản Việt Nam mới nói bắt nhầm con hờn bỏ sót. Bây giờ chúng tôi là việc chân lý về tự do lựa chọn, được quyền nói, được quyền tự do lựa chọn vì chân lý lẽ phải. Như tôi nói là vì công lý, tức là người thường vì công lý, vân vân. Cho đến ngày hôm nay, tôi xin thưa với quý vị đã đón nghe và đón xem lời nói của tôi này. Nếu cái chỗ nào còn thiếu sót, mong quý vị thông cảm. Nếu cảm thấy tạm được nói bằng giọng tiếng Bắc, rồi là Trung Nam, rồi Thập Cẩm, thì mong quý vị thích và bình luận, thậm chí chia sẻ vùng sâu vùng xa cái lời nói sự thật, và chia sẻ tất cả trong nước và ngoài nước, thậm chí mong quý vị ủng hộ đăng ký. Tôi xin chân thành cảm ơn. Tiếp nối sau này sẽ gặp lại nhiều hơn thêm nữa. Tôi xin hết.